Vâng, em xin chào tất cả các bác cô chú anh chị yêu và đam mê hoa lan trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay là ngày mùng 4 tháng 1 năm 2023, là một sang năm mới. Và lâu lắm rồi thì ngày hôm nay em mới lên video chia sẻ con giống tới tất cả các bác. Lời đầu video cho em xin gửi lời chào, lời chúc tới toàn thể các bác. Các bác xem video thấy hay, bớt chút thời gian cho em xin một nút chia sẻ, một nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh. Và số điện thoại liên hệ của nhà vườn là 0349 581 888. Địa chỉ nhà em là ở thôn An Khang, xã Yên Thạch, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày hôm nay thì em lên chia sẻ rất là nhiều các mặt hàng con giống tới tất cả các bác cô chú anh chị. Các bác xem video thì cố gắng là theo dõi đến cuối video để lựa chọn cho mình những cái đơn hàng ưng ý nhất. Sau đây thì em sẽ đi vào đơn hàng số 1 ngày hôm nay. Em đi vào cái đơn hàng số 1 ngày hôm nay, đó là một chậu thân thủ dòng Phi 21 các bác nhá. Đấy ạ, thân thì cực kỳ là mập đẹp luôn các bác nhá. Cái này ở ngoài thì nó đẹp hơn trên video rất là nhiều, vì em quay trên video này nó chưa được rõ lắm. Đấy ạ, chậu này thì hai thân. Cái này thì về các bác chơi thân lá đã đẹp rồi, ngắm thân lá quanh năm luôn. Đấy, siêu to luôn các bác nhá. Cái đơn hàng số 1 này em chia sẻ cho các bác với giá là 280.000 đồng cho đơn hàng số 1 thân thủ. Đấy, quá là đẹp luôn các bác nhá. Này về các bác như chậu này là năm nay sẽ cho hoa. Hoa thì tùy duyên các bác nhá. Nhưng mà nguyên ngắm thân lá này là quá là đẹp luôn. Em chuyển qua đơn hàng số 2. Đơn hàng số 2 ngày hôm nay là một chậu thân thủ Phi 21. Chậu này thì cũng có hai mầm gốc. Chậu này thì hai kỳ các bác ấy, hai mầm gốc ấy. Đấy, hai mầm gốc nó là hàng năm năm 2 rồi. Đấy, cũng rất là to đẹp các bác nhé. Đấy, cực kỳ là đẹp luôn cái này này. Cái này là phải rút ngọn các bác nhé, rút ngọn để cho nó thắt ngọn. Để nó phình phình thân thêm ra. Cái đơn hàng số 2 này em chia sẻ cho các bác với giá là 250.000 đồng cho đơn hàng số 2. Và cái này thì em có hai chậu duy nhất thôi. Các bác sưu tầm về ngắm thân lá quá là đẹp luôn. Em chuyển qua đơn hàng số 3. Đơn hàng số 3 ngày hôm nay đó là một kỳ hồng Á Hậu. Kỳ này rất là đẹp luôn các bác nhé. Kỳ này là kỳ cắt khúc đã ấm chậu rồi. Và Á Hậu này các bác sưu tầm để lấy mầm gốc 52. Mầm gốc 52 thì nó đi rất là khỏe, tầm 1m1, 1m2 một thân cơ ạ. Và cái này thì em có một kỳ duy nhất. Đơn hàng số 3 này em chia sẻ cho các bác với giá là 250.000 đồng cho đơn hàng số 3 hồng Á Hậu. Em chuyển qua đơn hàng số 4. Đơn hàng số 4 ngày hôm nay đó là hai chậu 5 cánh trắng HO. Siêu béo mập luôn các bác nhá. Rất béo mập và rất là đẹp luôn. Đấy ạ. Như cái kỳ này thì nó rơi vào khoảng tầm gần 40 cm rồi. Rất là to khỏe. Đơn hàng số 4 này em chia sẻ cho các bác với giá là 100.000 đồng cho các bác cô chú anh chị tham khảo và sưu tầm. Và mà các bác ngắm khuôn bông của bông 5 cánh trắng HO. Một bó bông 5 cánh trắng rất là đẹp luôn các bác nhé. HO này thì các bác vừa ngắm thân lá và vừa ngắm mặt hoa. Đấy, cực kỳ là sai hoa luôn. Và nó như là dòng thân thủ luôn các bác nhé. Em chuyển qua đơn hàng số 5. Đơn hàng số 5 ngày hôm nay đó là một chậu 3 kỳ 5 cánh trắng HO. Và cái chậu này người ta trồng như thế này thì là người ta muốn là để lên năm 2. Năm 2 là mầm gốc của nó sẽ từ một cụm này nó lên các bác nhé. Và nó sẽ được một chậu nái cực kỳ là to luôn. Như cái chậu này 3 kỳ thì là nó sẽ được tầm 4 đến 6 mầm gốc các bác nhé. 4 đến 6 mầm gốc. Siêu mập đẹp luôn. Cái này thì về các bác để mầm gốc nó lên, sau đó các bác có thể tận dụng những cái này. Các bác làm kỳ, các bác nhân giống, các bác ghép ra chậu chậu khác nữa. Nói chung là mình nhân giống thành nhiều chậu, chơi chậu to cho nó đẹp. Cái đơn hàng số 5 này em chia sẻ cho các bác với giá là 100.000 đồng cho đơn hàng số 5. Em chuyển qua đơn hàng số 6. Đơn hàng số 6 ngày hôm nay đó là một chậu 2 kỳ 5 cánh trắng HO. Rất là mập đẹp luôn các bác nhá. Kỳ nào cũng mập đẹp. Như cái kỳ này thì nó khoảng tầm, cái kỳ dài này tầm 40 cm nha các bác nhá. Và kỳ ngắn này tầm 20 cm. Mắt gốc thì siêu đẹp luôn. Mặt gốc rất là to đẹp luôn các bác nhé. Đơn hàng số 6 này em chia sẻ cho các bác với giá là 100.000 đồng cho đơn hàng số 6. Và các bác xem ở trên video nó chưa được rõ nét thì các bác kết bạn với em qua Zalo, số điện thoại là 0349 581 888. Em sẽ chụp chi tiết từng đơn hàng một thì qua Zalo cho các bác tham khảo và sưu tầm. Em chuyển qua đơn hàng số 7. Đơn hàng số 7 ngày hôm nay là một chậu 5 cánh trắng HO. Chậu này thì cực kỳ là nhiều đầu luôn các bác nhé. Cả to cả nhỏ thì đã tầm rơi vào tầm 5 đầu. Đấy, các bác sưu tầm chậu này sang năm chậu nái khoảng tầm 6, 7, 8 đến 10 mầm gốc các bác nhé.
Cái đơn hàng số 7 nhà em chia sẻ cho các bác với giá là 100.000 đồng cho đơn hàng số 7. Em chuyển qua đơn hàng số 8. Đơn hàng số 8 này em chia sẻ cho các bác với giá là 100.000 đồng, nằm cánh trắng HO. Chậu này thì nó 4 đầu các bác nhá. Đấy, 4 đầu. Các bác sưu tầm làm chậu nái, quá là xinh luôn. Và hết đơn hàng số 8 này là hết nằm cánh trắng HO. Em chuyển qua đơn hàng số 9. Đơn hàng số 9 ngày hôm nay đó là một chậu nằm cánh trắng Phú Thọ. Chậu này thì nó là hàng 52 và 51 của nó đây các bác nhá. Đây ạ, 51 của nó đây, 51 của nó thì rất là ngắn. Đấy, 52 của nó đây, 52 cực kỳ là mập đẹp luôn. Chậu này hai mầm gốc. Đơn hàng số 9 này em chia sẻ cho các bác với giá là 150.000 đồng cho các bác cô chú anh chị tham khảo và sưu tầm. Và mời các bác ngắm khuôn bông của bông năm cánh trắng Phú Thọ. Một bông năm cánh trắng rất là đẹp luôn các bác nhá. Và dòng Phú Thọ này phải gọi là cực kỳ là dễ hoa luôn. Các bác có thể sưu tầm 2 3 chậu, 3 4 chậu, 5 đầu, 7 đầu. Để các bác ghép vào một cái chậu gỗ to. Các bác ngắm chơi tác phẩm luôn. Phú Thọ này phải nói là rất là dễ hoa luôn các bác nhé. Và thân lá cũng rất là đẹp luôn đấy ạ. Em chuyển qua đơn hàng số 10. Đơn hàng số 10 ngày hôm nay đó là một chậu 2 kỳ nằm cánh trắng Phú Thọ. Cái này đều tất cả đều là kỳ cắt khúc ươm tự nhiên, dễ rất là khỏe các bác nhé. Kỳ rất là mập. Cái đơn hàng số 10 này em chia sẻ cho các bác với giá là 50.000 đồng. Những cái chậu như thế này thì các bác vui lòng lấy 2 chậu, 3 chậu giúp em. Và cái này các bác về, các bác nhấc ra và ghép sang chậu gỗ. Các bác lấy mầm gốc, sang năm là các bác có một chậu nái Phú Thọ cực kỳ là to đẹp luôn. Em chuyển qua đơn hàng số 11. Đơn hàng số 11 ngày hôm nay cũng là 2 kỳ nằm cánh trắng Phú Thọ cắt khúc. Cái đơn hàng số 11 này em chia sẻ cho các bác với giá là 50.000 đồng cho đơn hàng số 11. Em chuyển qua đơn hàng số 12. Đơn hàng số 12 này em chia sẻ cho các bác với giá là 50.000 đồng. Các bác về ghép chậu rất là xinh luôn. 50.000 đồng cũng là đơn hàng số 13 nằm cánh trắng Phú Thọ. Đây các bác nhá, cắt khúc nhá, kỳ cắt khúc mẹ của nó đây. Vẫn cực kỳ là to luôn. Đấy, Phú Thọ đấy. Rất là đẹp, thân lá cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Đấy, đơn hàng số 13. Và hết đơn hàng số 13 này là hết 5 cánh trắng Phú Thọ. Em chuyển qua đơn hàng số 14. Đơn hàng số 14 ngày hôm nay đó là một chậu nữ hoàng 28. Cái này em có một chậu duy nhất. Đơn số 14 này em chia sẻ cho các bác với giá là 100.000 đồng. Và mời các bác ngắm khuôn bông của bông nữ hoàng 28. Đấy, một mặt bông rất là đẹp luôn các bác nhé. Một mặt bông thương hiệu của Hòa Bình luôn đấy ạ. Các bác sưu tầm chậu này về làm giống và nhân giống sang năm ngắm hoa. Cái đơn hàng số 15. Đơn hàng số 15 ngày hôm nay đó là hai chậu hồng yên thủy. Tất cả đều là đã ấm chậu các bác nhé. Tất cả đều đã ấm chậu rồi. Kỳ rất là mập đẹp luôn. Đấy ạ. Kỳ cực kỳ là mập đẹp các bác nhé. Cái đơn hàng số 15 này em chia sẻ cho các bác với giá là 150.000 đồng cho đơn hàng số 15. Và mời các bác ngắm khuôn bông của bông hồng yên thủy. Một mặt bông hồng rất là đẹp luôn. Và yên thủy này nó cũng rất là dễ hoa các bác nhé. Nó dễ hoa như là hồng mỹ nhân luôn. Và cái hồng yên thủy này thì nó đặc biệt hơn một chút là nó sẽ đi gần như là xuyên đông các bác nhé. Nó đi xuyên đông luôn. Đấy, đấy, những cái chậu yên thủy năm 2 rất là đẹp luôn. Về các bác chỉ cần ghép 2-3 kỳ 5-1 ngắn ngắn thôi. Các bác lấy mầm gốc sang năm các bác có một chậu yên thủy to đẹp như thế này luôn đấy ạ. Rất là xài hoa, ngắm hoa thì quá là phê luôn. Em chuyển qua đơn hàng số 16. Đơn hàng số 16 ngày hôm nay đó là 3 chậu hồng yên thủy. Cái này thì về là các bác trồng lại vào một cái chậu gỗ để các bác lấy mầm gốc chơi tác phẩm. Cái đơn số 16 này em chia sẻ cho các bác với giá là 120.000 đồng cho đơn hàng số 16 hồng yên thủy. Tất cả những cái kỳ này đều ấm chậu các bác nhé. Và đều là kỳ cắt khúc. Và em có một cái đơn là em sẽ không đề số. Cái đơn này thì các bác nào sưu tầm thì cứ có thể gọi liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hoặc là có thể qua Zalo cho em. Cái đơn này thì sẽ gồm có những cái chậu như sau các bác nhé. 1 này, 2 này, 3 này, 4 chậu. 4 chậu 5 cánh trắng Phú Thọ này. 1 chậu 5 cánh trắng HO. Chậu này là nó xuống lá các bác nhé. Xuống lá. Và rất nhiều bác mua lan của em nhé. Mua lan của em là em nhổ về các bác trồng lại. Và hiện tại bây giờ thì nó sẽ xuống lá như thế này. Thì các bác rất là nhiều bác bảo là mua của em về nó bị vàng lá. Nhưng mà hiện tại như ở vườn em bây giờ nó đang xuống lá. Đây rồi các bác nhé, có cây thì xuống hết rồi.
có cây đấy đang bắt đầu xuống. Nó không phải là bị bệnh hay là bị thối, bị hỏng gì các bác nhé. Đây, cái này là năm cánh trắng giải phóng và một chậu năm cánh trắng Hà Tĩnh. Đấy, rất là nhiều giống luôn các bác nhé. 2, 3, 4, 5, 6, 7 chậu luôn, 7 chậu. Cái đơn này 7 chậu và các bác lấy là em sẽ nhắc ra. Cái này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 150.000 đồng, 7 chậu nhé. Tính ra chỉ khoảng hai mấy nghìn một chậu thôi. Rất là rẻ luôn các bác nhé. Còn nếu mà chia cho đầu thì rất là nhiều đầu. Hà Tĩnh này 2 đầu này. Đấy, như Phú Thọ đây 3 đầu này. Đấy, 32 là 5, 6, 7, 8, 9, 10 đầu các bác nhé. Tổng 10 đầu. Tính ra là có 15.000 một đầu thôi. Cái đơn này các bác đã lấy thì cứ liên hệ trực tiếp hoặc là inbox qua Zalo cho em. Bởi vì cái đơn này là em không để số. Và đơn hàng số 16 này cũng là đơn hàng cuối cùng của video bán hàng ngày hôm nay. Các bác mua hàng thì các bác liên hệ trực tiếp qua số điện thoại là 0349 581 888. Hoặc là các bác có thể kết bạn với em qua Zalo hoặc Facebook là Lan Rừng Cường Hiền. Cuối video thì em cũng xin chào và hẹn gặp lại các bác vào các video tiếp theo.